여러분, 안녕하세요. 저는 베트남어 강사 힌이라고 합니다. Xin chào mọi người, tôi là Hiền, giáo viên dạy tiếng Việt. 오늘은 베트남 읽기 7살 수준으로 100문장을 만들어 봤습니다. 그래서 이 영상을 무조건 하루 한번 반복해 주시면 좋겠습니다. 지금 이 편으로는 시작해 볼까요? 만나서 반가워요. Rất vui được gặp bạn. 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 또 봤으면 좋겠어요. Tôi hy vọng sẽ gặp lại bạn. 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 그동안 어떻게 지냈어? Thời gian qua bạn sống thế nào? 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 이제 가 봐야 해. Bây giờ tôi phải đi rồi. 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 Đi cẩn thận nhé. 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 세상 참 좁네요. Thế giới thật nhỏ bé. 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 오랜만이야. Lâu rồi không gặp. 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 Ôi ai đây. 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 Ai thế này. Ai thế này. Ai thế này? Ai thế này? Ai thế này? 여기서 기다려. 하이 đợi ở đây. 하이 đợi ở đây. 하이 đợi
ở đây. Hãy đợi ở đây. Hãy đợi ở đây. Đợi ở đây nhé. Đợi ở đây nhé. Đợi ở đây nhé. Đợi ở đây nhé. 이 근처에 살아? Bạn sống gần đây không? 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 Nói chung ấy bà. Hẹn gặp lại. 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 기다리게 해서 미안해. Xin lỗi vì đã làm bạn phải đợi. 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 여기 어쩐 일이야? Bạn đến đây có việc gì không? 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 Có chuyện gì vậy? 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 Trần, Hàn Quốc kể sao hả sao? Tôi đến từ Hàn Quốc. 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 Trần, 회사원이에요. Tôi là nhân viên công ty. 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 저는 베트남어를 공부하고 있어요. Tôi đang học tiếng Việt. 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 베트남어를 잘 몰라요. Tôi không giỏi tiếng Việt. Tôi không giỏi tiếng Việt. Tôi không giỏi tiếng Việt.
Tôi không giỏi tiếng Việt. Tôi không giỏi tiếng Việt. 넌 어디 사니? Bạn sống ở đâu? 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 회사 근처에 살아요. Tôi sống ở gần công ty. 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 몸 조심하고 잘 지내. Hãy chú ý sức khỏe và sống tốt nhé. Hãy chú ý sức khỏe và sống tốt nhé. Hãy chú ý sức khỏe và sống tốt nhé. Hãy chú ý sức khỏe và sống tốt nhé. Hãy chú ý sức khỏe và sống tốt nhé. 네, 이 표현 여기까지 마치겠습니다. 다음에 또 뵙겠습니다. Tạm biệt và hẹn gặp lại mọi người lần sau. Tạm biệt.